Đây, cái bệnh này khá hay nhé, vì vậy là Tùng quay video cho các bạn. Còn fix được hay không thì không biết. Video này có được up lên hay không thì không biết nha các bạn nhé. Đây đang quay đúng không? Được nhá, bây giờ chúng ta sẽ tác động vào phím bật nguồn. Đây đúng chưa? Các bạn có thể quan sát thấy đây là phím bật nguồn đúng không? Và đây là nút power đúng không? Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đây nhá, Tùng đang giữ tay nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Không hề bật được nguồn đúng không? Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ làm một thủ thuật để bật được nguồn nhá. Tiến này, sau anh cái. Bây giờ mình sẽ làm một thủ thuật để bật được nguồn nhá. Các bạn quan sát đi, đây rút rút cái dây nguồn nhá. Đấy, bây giờ cấm lại. Bây giờ mình bật nguồn cho các bạn xem, các bạn quan sát nhé, vẫn chỗ cũ nhé. Thấy chưa? Đây là cái bệnh của cái bên này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi fix nó. Tất nhiên là vẫn lên hình rồi đúng không các bạn? Nhưng mà đang dùng tắt máy, sau đó không thể bật lại được nguồn. Các bạn không thể đổi cho nguồn của mình nhé. Nguồn của mình là cái nguồn chuyên dùng để test và mình đã thử nguồn khác rồi. Cảm ơn các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi fix. Sửa xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, shutdown này các bạn. Được chưa? Đây, nên tắt rồi nha, chúng ta đợi quạt nó ngắt. Đây nha, các bạn nhìn kỹ, vẫn là cái tím bật nguồn lúc nãy nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đã chạy này. Màn hình có lên không? Đó, màn hình lên rồi nhé. Với người sử dụng thì sửa cái bệnh này như nào? Cái các bạn làm được duy nhất đó là thay pin C1 nhé. Khoảng 70% là thay pin C1 là sẽ hết cái bệnh này. Còn với thợ thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhớ đến ba chữ cái RDC. Sau đó các bạn bỏ tụ của cái mạch RDC đi là giải quyết xong vấn đề. Vậy là mình đã chia sẻ đến các bạn một cái fan là tắt máy và không thể bật được nguồn của những cái bộ cây máy tính nhé.